N đọc là ân, A N G đọc là an như tiếng Việt luôn, E N ân, ân này thêm G, ân O N G đọc là ung, ung E R O, cái từ này hơi khó các bạn, ơ xong uốn lưỡi vào O O, ví dụ nhỏ nhỏ thì là con gái. Nhóm số 6 này, I A N, khi mà kết hợp với chữ khác thì đọc là I N, ví dụ thiên 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 thiên, khi đứng một mình y ngắn này chuyển thành y dài, y a y dài a n đọc là yen 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 yen. Y n đọc như tiếng Việt in, khi muốn đứng một mình để tạo thành chữ thì nó sẽ phải kết hợp thêm y dài, y dài n g, y dài n y n yin yin. Nếu như mà các bạn đọc thấy nó hơi khó thì cứ đọc là in cũng được, nhưng mà để đọc chuẩn thì đọc nó có cả chữ g chữ z và yin yin. Yan yang đọc là yang yang, ví dụ leng 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 san lạng sàn, lạng sàn lạng sơn. Lẹng, khi đứng một mình y ngắn chuyển thành y dài, yang yang, cái lúc này thì nó không đọc là an âm an nữa mà nó sẽ chuyển thành an, yang yang, chỉ khi kết hợp với phụ âm khác thì nó sẽ đọc là y an này. In in kéo dài chữ y ra, in ví dụ chữ thinh thinh nghe thinh, in y đứng một mình y ngắn chuyển thành y dài, kết hợp thêm chữ y dài vào, yin yin in in, chữ này thì âm giờ nó nhỏ nó nghe không rõ hơn, nó không rõ như những chữ trên, in cai đi in cai đi in cai chữ, anh nên đi đâu đấy. Ion g ion cái này đọc là ion, khi nó kết hợp với phụ âm như là chữ quy chẳng hạn, chiông chi ông kéo dài ra, chiông chiông thêm dấu vào, chiống chiống hoa hoa quỳnh, khi đứng một mình y ngắn biến thành y dài đọc là yung, lúc này thì nó không phải âm ô nữa mà nó phải là âm u này, yung yung. Các bạn đọc lại một lần nhé, ưng